Tôi đã đi xong một số những cái chương quan trọng của sách Giăng cùng với quý hội thánh, đó là ờ uh, chương 2, chương 4, ờ uh, chương 9, chương 14, 16. Và ngày hôm nay tôi muốn được học uh, lời Chúa ở trong sách văn chương 18 đến chương 19, đó là về ờ uh, Chúa Giêsu bị bắt và bị đóng đinh. À uh, câu chuyện này có quen thuộc với chúng ta không ạ? À uh. Nó, nó là một cái gì đó thú vị khi chúng ta đang ở trong mùa Giáng sinh, chúng ta à, đang để mà ăn mừng và để kỷ niệm về sự Giáng sinh của Hài Nhi Giê-xu. À, Hài Nhi đã đem đến niềm hy vọng, đem đến nhiều điều tốt đẹp trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà đồng thời, trong cái à, giai đoạn mà chúng ta đang còn háo hức để mà nhớ lại những điều mà Hài Nhi giê -xu, à, đã đem lại cho người ta, cho thế giới này khi mà Ngài đến, thì cũng là lúc mà tôi... À, rất là được phước để có thể cùng nhìn vào những cái giây phút cuối của cuộc đời của Chúa Giêsu để chúng ta nhìn thấy được một hài nhi hoàn hảo nhất ở trên thế giới này đã được sanh ra và hài nhi đó đã ở trên đất à, hơn ba chục năm và đã làm những điều mà Đức Chúa trời ngài đã giao phó cho ngài và đến những phút giây cuối cùng ngài vẫn trung tín ngài làm chọn theo ý muốn của Đức Chúa trời đó là cuộc đời hoàn hảo nhất cuộc đời tuyệt vời nhất mà ai ở trong chúng ta cũng khao khát để có được cuộc đời đó. Phải không ạ? Yeah. thì giờ này tôi sẽ uh, học với quý hội thánh ở trong văn uh, chương 18 và 19. À uh, xin vũ cho... Uh, Phúc âm Giang nói đến à, uh, khi Chúa Giêsu đến, Chúa Giêsu đã gặp người uh, thầy giáo của dân Do Thái đó là Nicodem. Đây là một người dạy luật, nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng không thể dùng những điều tự nhiên để có thể hiểu được những điều siêu nhiên ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ngươi phải được sanh lại. Và Chúa Giêsu giảng về sự tái sinh. Và sự tái sinh của Chúa Giêsu không phải là giống như con người. Đó là mình phải chúi lại vào trong bụng mẹ và sanh lại một lần nữa. Nhưng mà tin vào danh của Chúa Giêsu nhận lấy Đức Thánh Linh và chính Đức Thánh Linh tái sinh con người đó trở thành con cái của Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta có mặt ở tại hội thánh. Đây là những con người đã được tái sinh, được gọi là con cái của Đức Chúa Trời. Và ở trong văn 4 thì Chúa Giêsu giới thiệu với người đàn bà Samari rằng đây là thời điểm đã đến rồi, thời điểm mà Đức Chúa Trời khao khát tìm kiếm những con người thờ phượng chân thật. Đó là những con người không phải chạy lên Jerusalem, chạy đến những cái núi nào đó ở trên cao để thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà thờ phượng Ngài với linh và lời, lẽ thật, chân lý là lời của Đức Chúa Trời. Và ở trong văn 9, Chúa Giêsu đã chứng minh cho người ta thấy rằng Ngài chính là ánh sáng. Ngài đến ở tại nơi đâu, bóng tối nó phải tan ra. Ngài đã đến bên cuộc đời của người mù và người mù đã nhìn thấy và trở thành một chứng nhân cho Ngài. Ngài là ánh sáng soi vào trong nơi tối tăm và đó cũng là điều mà hài nhi Jesus đã à, đem đến cho loài người, đem đến một niềm hy vọng trong một thế giới tối tăm vô vọng. Và ở trong gian đoạn 14-16 thì nói về lời hứa tốt đẹp nhất mà Chúa Giêsu ban cho tất cả những ai tin nhận Ngài, đó chính là lời hứa về được thanh linh chúng ta có đức thánh linh không ạ? À? đó là lời hứa tuyệt vời nhất. chúng ta vào thắp canh cầu nguyện, chúng ta ở nhà cầu nguyện, chúng ta cầu nguyện nhiều điều tuyệt vời. liệu chúng ta có cầu nguyện đức thánh linh đầy dẫy ở trên cuộc đời của chúng ta hay không? bởi vì đó là lời hứa tốt đẹp nhất. còn ở trong gian đoạn 18 và 19, thì sứ đồ gian đã mô tả về vua giêsu của chúng ta. vua giêsu của chúng ta là đứng như thế nào? khi mà chúa giêsu đã hứa về Đức Thánh Linh và Ngài bắt đầu ở trong gian 17 cầu nguyện cho các môn đồ trước khi Ngài lên thập tự giá. Ngài cầu nguyện cho họ để họ hiệp một với Đức Chúa Cha, hiệp một lẫn nhau. Và tất cả những ai tin nhận à, Chúa Giêsu qua lời chứng của các môn đồ cũng được hiệp nhất nhở. Và sau khi cầu nguyện xong thì Ngài đi vào vườn Gethsemane. Và ở trong vườn Gethsemane thì môn đồ Judah của Ngài đã đem à, quân lính thuộc hạ của các thầy tế lễ cả và pharisee cầm đèn đuốc vũ khí đến để bắt ngài. Và khi ngài uh, bị bắt như vậy thì sau đó họ giải ngài đến thầy tế lễ cả và sau đó là trước mặt Pilate uh, là quan của La Mã và sau đó thì ngài đã bị quyết định là bị đóng đinh. Và tôi sẽ đi uh, trong chương 18, 19 cùng học kinh thánh với quý hội thánh để quý hội thánh có thể thấy được vua Giêsu của chúng ta là ai. Vua Giêsu là đứng như thế nào? Khi mà Juda đem toán lính và thuộc hạ đó đến thì Chúa Giêsu kinh thánh ở đây nói cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã biết trước tất cả. Ngài biết hết tất cả mọi điều, biết rằng trong số 12 người mà Ngài đã chọn có một người sẽ phản bội Ngài. Và với sự tự tin, biết trước tất cả mọi kế hoạch của Đức Chúa Trời, Ngài bước tới và hỏi các người tìm ai? Và mấy người đó nói là giêsu người Nazareth. Và Chúa nói rằng, chính ta đây. Ngay lập tức, họ lùi lại và ngã xuống đất. Tại sao lại như vậy? Chỉ là một câu nói, chính ta đây thôi mà. Tại sao họ phải lùi lại và tất cả đều phải ngã xuống đất đến như vậy? Bởi vì trong câu nói của Ngài, ở trong bản tiếng Việt của mình Mình không thể thấy rõ được điều đó Nhưng mà ở trong cái bản gốc của Kinh Thánh Thì nói rằng đó là Ego Emi Ta là Và tôi đã học với quý hội Thánh Ta là là ai ạ? À? Đó là danh của Chúa phải không à? Ta là bánh sự sống Ta là ánh sáng của thế gian Ta là cái cửa của chiên Ta là đứng chân chiên nhân lành Ta là sự sống lại và sự sống Ta là đường đi chân lý và sự sống Và ta là cây nho thật đó là đứng ta là của thời thượng cổ. Đó là đứng đã hiện ra với môi xe ở trong bụi gai cháy và tự xưng ngài à, ta là. Và do đó họ cảm được cái họ cảm được cái uy quyền khi ngài nói ta là và họ đều ngã xuống. Chúng ta đọc cựu ước chúng ta biết khi đa nhiên thấy đứng đó ở trong khái tượng thôi đã không còn sức lực nữa. Đến nỗi thiên sứ phải chạm vào người của ông thì ông mới đứng nổi. Và ở trong sứ đồ gian ở trong đoạn 1 câu 17 cũng vậy khi trong khải tượng thấy Chúa Giêsu ở trong sự vinh hiển của Ngài thì sao? Bụng rủng chân tay giống như chết vậy không còn sức nữa. Bởi vì họ không thể chịu đựng nổi cái vinh quang dày đặc ở bên cạnh cái đứng ta là đó. Không ai có thể đứng nổi được trước đứng đó. Và Chúa Giêsu đã công bố Ngài chính là đứng đó ở trong sách văn và họ sợ hãi và họ té ngã xuống. Và vị vua này của chúng ta ngoài là đứng ta là Còn là vị vua của vương quốc đời đời Mà Đa Nhiên đã nói tới ở trong đoạn 2 câu 44 câu 45 Trong đời các vua này tức là vua Hy Lạp, vua Ba Tư, vua Babylon Đức Chúa Trời trên trời sẽ lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt Chủ quyền của vương quốc đó sẽ không bao giờ rơi vào tay một dân tộc khác Vương quốc đó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả các vương quốc khác Còn chính nó sẽ tồn tại đời đời như vua đã thấy tảng đá hòn đá đục ra từ núi không phải bởi bàn tay loài người đã đập vỡ sắt đồng đất sét bạc và vàng Daniel đã nói trước về một vương quốc đời đời không bao giờ suy tàn và vua, vua của vương quốc đó sẽ giống như tảng đá vậy sẽ đập vỡ hết tất cả các vương quốc ở trên thế gian này đó là một vương quốc quyền quyền uy bởi vì vua không phải là vua từ loài người hòn đá này không đục ra từ núi là từ bàn tay của loài người, nhưng mà hòn núi đó từ hòn đá đó từ ở trên trời và giáng xuống. Đó chính là vua của vương quốc đời đời. Và dân Do Thái đã khao khát một vị vua như vậy, một vị vua giống như là giống như là David vậy đó. David là vua gì à? Vua của chiến tranh phải không à? Bất khả chiến bại. Đi tới đâu là chiến thắng tới đó. Nên họ trông mong một đứng Messi. Giống như là vua David đến với quyền lực quân sự mạnh mẽ Tiêu diệt hết tất cả những ngoại bang Tất cả những ai chống đối lại dân sự của Chúa Sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị đập tan Giống như vậy Nhưng do Thái khao khát Cái đội vua giống như vậy đó Họ chờ đợi như vậy đó Và họ có cảm giác như dân La Mã đang còn hài hiếp họ Và đó là lúc mà đứng Messi nên tới Vua nên tới Nhưng mà họ không hề biết rằng à, Những lời mà các tiên tri nói ra À, ngay cả các tiên tri cũng chưa hiểu được sự màu nhiệm ở trong đó. Vị vua đó sẽ đến như thế nhưng mà là sự đến của lần hai. Khi mà ngài sẽ cưỡi ngựa trắng đến để phán xét và chiến đấu, ngài sẽ mặc áo nhúng ở trong huyết và ngài đến ở trong sự công chính. Đó là sự đến lần hai. Và dân Do Thái đã không hề biết sự đến lần một của Chúa Giêsu. Và chúng ta cảm ơn Chúa chúng ta là những người biết sự đến lần một của Ngài. Trong sự đến lần một của Ngài, Ngài là ai ạ? Ngài là hoàng tử của Bình An. Và Ngài chính là chiên con của Đức Chúa Trời, đứng cất tội lỗi của thế gian. Và bởi vì Ngài là hoàng tử Bình An, nên khi mà quân lính đến để mà bắt Ngài, mặc dù họ té ngã như vậy đó, nhưng mà Ngài không hề dùng bạo lực và gươm đao để chống lại họ. Họ để cho Ngài để cho họ bắt ngài phải không mà bởi vì sao trong lần đến lần một này ngài chính là hoàng tử bình an đó là sự màu nhiệm trong kế hoạch của đức chúa trời các tiên tri đã nói về điều đó nhưng họ không hề nhìn thấy được rằng ô đức chúa trời sẽ thực hiện kế hoạch này màu nhiệm và tuyệt đẹp như thế nào yeah. ngài đã đến dù là một vị vua uy quyền nhưng mà ngài đến ở trong sự khiêm nhường ở trong sự phục vụ và trong sự giải hoài và chúng ta nhìn thấy khi mà chúng ta suy ngẫm về mùa Giáng sinh chúng ta sẽ thấy Chúa Giêsu đã đến một cách bình dân như thế nào phải không ạ à? ở trong chuồng chiên mắng cỏ ngay lúc đó chỉ là một cái nhà tạm của người ta thôi để cho sức vật ở còn không phải là nhà của mình nữa không được sanh ra ở trong bệnh viện với bao nhiêu người thân yêu giống như là phương trúc con của chánh phải không ạ à? nhưng mà là một nơi rất là bình thường một nơi mà người ta không biết chỉ có thiên sứ những người chăn chiên và những người thông giáo biết thôi những con người mà Đức Chúa Trời đã chọn để mặc khải ra sự giáng sinh đó à, cho đến khi người ta rao báo về điều đó thì mới đến cuộc đời của chúng ta đó là một sự ra đời rất là đơn sơ khiêm nhường và cuộc đời của ngài cũng vậy ngài đi giảng dạy khắp nơi nhưng không hề có tài sản của mình và thậm chí ngài còn nói rằng là Chim trời có tổ, con cáo có hang, nhưng mà ngài thì sao? Không hề có một chỗ gối đầu. Một cuộc đời mà không hề tích trữ của cải ở trên đất. Và khi mà bị quân lính bắt, ngay cả Peter đi theo Chúa bao nhiêu lâu cũng không hề biết rằng trong lần đến này ngài là hoàng tử bình an, đi theo Chúa Giêsu mà vẫn còn để một cái thanh gươm ở trong người đúng không ạ? À Peter à, có có vũ khí. Và khi cần thiết thì ông lấy ra. Nhưng Chúa Giêsu không cho ông làm điều đó. Bởi vì sao? Ngài nói trong văn 18, đó, câu 36 nói rằng Vương quốc của ta không thuộc về thế gian này. Nếu vương quốc của ta thuộc về thế gian này thì những người theo ta đã chiến đấu không để ta bị nộp vào tay của người Do Thái. Đó là lý do mà cơ đốc nhân của chúng ta sẽ không bao giờ đem bạo lực đến ở bất kỳ nơi nào. Bởi vì vương quốc của chúng ta, vương quốc thiên đàng mà chúng ta thuộc về không thuộc về thế gian này chúng ta sẽ không chiến đấu với thịt và huyết, phải không ạ? Như Chúa Giêsu, ngài đã làm ở đây và ngài là một vị vua mà cũng chưa có ai mà được phong chức đặc biệt giống như Chúa Giêsu. Vương miệng của ngài là gì ạ? À? Chỉ là máu gai mà thôi. Áo choàng hoàng gia của ngài dính máu của ngài, bởi vì thân thể của ngài bị đánh đập và bị người ta nhạo bán nhổ nước biến vào mặt, bị tát vào mặt và bị xử tử như một người bị rủa xả bởi Đức Chúa Trời ở trên cây thập tự. Và chúng ta đã nhìn thấy ở trong cái sự đến lần một này của Ngài và Ngài nói rằng không ai cất mạng sống ta đi được nhưng ta tự nguyện hy sinh ta có quyền hy sinh mạng sống và có quyền lấy lại không ai có thể cất bỏ mạng sống của Chúa Giêsu ngay cả khi Philat nói rằng ngươi không biết rằng Ta có quyền tha và giết người sao? Chúa Giêsu nói sao? Người không có quyền gì ở trên ta cả. Chúa của chúng ta là như vậy, ngay cả mạng sống của chúng ta cũng vậy. Không có ai có quyền trên mạng sống của chúng ta. Chỉ là nếu chúng ta đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời thì chúng ta sẵn sàng và tự nguyện hy sinh như vua của chúng ta mà thôi. Và Chúa Giêsu muốn nói rằng tình yêu Ngài dành cho chúng ta đó là một tình yêu tự nguyện mặc dù là tình yêu đơn phương vào thời điểm đó nhưng là một tình yêu tự nguyện và ngài nói rằng không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống của mình ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy tình yêu vĩ đại là tình yêu giữa à, ba mẹ yêu thương con cái thường trong văn hóa việt nam của chúng ta nói rằng không có tình yêu nào lớn như tình yêu của ba mẹ à, nước mắt chảy xuôi chỉ có cha mẹ thương mình nhiều thôi chứ mình có thương lại cũng không bao giờ bằng được nhưng Chúa Giêsu nói sao ạ à? Không có tình yêu thương nào lớn hơn. Tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống của mình. Chúng ta và Chúa có một khoảng cách rất là lớn. Ngài là vua và Ngài là Chúa và chúng ta chỉ là tạo vật thôi. Nhưng khi chết, Ngài coi chúng ta là bạn. Ngài chết cho một người bạn. Không phải chết cho một tên nô lệ. Không phải chết cho một tạo vật. Mà Ngài có thể tạo ra tạo vật khác. Ngài nâng chúng ta lên ngang bằng với Ngài như là bạn và ngài chết cho chúng ta. Và chúng ta biết trong Cựu Ước có câu chuyện của David và Jonathan và tình bạn của Jonathan là một tình bạn mà uh, chúng ta có thể cảm thấy rằng thật là David thật là được phước. Một hoàng tử con của vua Saul Lờ, nhưng mà không coi mình như là cao hơn David, nhưng khi thấy David giết được Goliath thì sao? Uh, Jonathan yêu David giống như mạng sống của mình. Và bảo vệ David nhiều lần trước mặt ba của mình dẫu vậy tình yêu tình bạn đó của Jonathan đối với David dù là lãng mạn như thế nào dù là tuyệt vời như thế nào Jonathan chưa hề chết cho David phải không ạ nhưng mà có một người bạn chết cho chúng ta đó là người bạn Jesus chúng ta có có cảm thấy được điều đó có cảm thấy được tình bạn của Chúa Giêsu dành cho cuộc đời của chúng ta không ạ à? thế giới ngày hôm nay rất là cô đơn và người ta cảm thấy rằng ai cũng bận rộn với cuộc sống của mình. Nhưng mà cơ đốc nhân của chúng ta có những khoảnh khắc cô đơn chúng ta hãy nhớ rằng có một người bạn ở bên cạnh của chúng ta. Người bạn đó còn hơn cả Jonathan đối với David nữa. Mà khi David khen về tình yêu của Jonathan đối với ông như một người bạn thì ông nói sao? Còn hơn tình yêu của một người nữ. Vậy mà Jonathan chưa hề chết cho David. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sao? Đã chết cho chúng ta bạn tình yêu của một người bạn như vậy vì vua vương quốc của chúng ta là một người chinh phục thế giới này không bằng bạo lực không có bằng sự sợ hãi cai trị bằng sự kiểm soát và sợ hãi nhưng mà bằng sự phục vụ hy sinh và tình yêu thương của một người bạn cho cuộc đời của chúng ta đó là lý do mà ngài chinh phục cuộc đời của chúng ta và những người ngoài kia những người chưa biết đến tình yêu của ngài cũng cần phải biết về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho cuộc đời của họ. Amen. Và mùa giáng sinh khi mà chúng ta giống như tôi nói nãy, nghĩ về cuộc đời của uh, Chúa Giêsu, chúng ta ăn mừng về sự ra đời của hài nhi Giêsu. Và chúng ta đã thấy uh, ngài sanh ra để làm gì ạ? Hài nhi Giêsu sanh ra để làm gì ạ? Ngài đã nói ở trong văn đó là ngài sanh ra để làm chứng nhân cho lẽ thật. Ở trong gian đoạn 18, câu 37 đến 38 Chính người nói ta là vua Đây là lý do ta đã gián thế Ấy là để làm chứng cho chân lý Phi Lát hỏi chân lý là gì? Mà không hề biết rằng Chúa Giêsu đã nói cho các môn đồ rồi Chân lý chính là lời của Đức Chúa Trời Khi mà Chúa Giêsu đứng ở trước ngay phán xét Của người La Mã và người Do Thái Chúa đứng trước ngay phán xét của loài người Đây là hai nhóm người không hề yêu thương nhau Một giai cấp cai trị và một giai cấp bị trị một cái à, quân đội mạnh mẽ đến để chiếm xứ và dân Do Thái mất nước. Chưa bao giờ có tình bạn giữa họ. Và đối với dân Do Thái, đây là những kẻ không cắt bì, đây là những kẻ ô uế, nhưng ngày hôm đó, họ ghét Chúa Giêsu tới nỗi họ làm gì? Họ trở thành bạn của nhau. Có những người ở ngoài kia, những người ở trong ngoài thế giới, bình thường họ không chơi với nhau. Nhưng mà vì nhiều khi họ ghét Chúa, họ ghét cơ đốc nhân, họ sẽ bắt tay với nhau. Phải không ạ? À? Tự nhiên hai nhóm người này cùng hiệp lại để làm gì? Để giết người để khước từ vị vua của vương quốc. Và Chúa đã đứng đó như một hoàng tử bình an chịu chết để làm chứng cho điều gì? Rằng công lý của thế gian này không thể bảo vệ được người vô tội, phải không ạ? À? Ở đây chúng ta thấy Philat là ai? Là người mà nguyên cả cái uh, đế quốc La Mã à, giao cho vai trò để phán xét bảo vệ những người vô tội. Và chính Philat đã cảm thấy ồ Chúa Giêsu vô tội không hề có tội gì cả làm sao để bảo vệ được người này đây? Nhưng Do Thái đang muốn giết người này, trong khi tôi cảm thấy rằng người này không hề vô, không hề có tội gì cả. Đây là một người vô tội và luật pháp phải bảo vệ người này. Tòa án phải bảo vệ con người này. Nhưng mà Phi-lát đã không làm được điều đó, phải không à? Và Chúa Giêsu đứng ở ngay tại nơi đó để cho thấy rằng công lý mà được thực thi bởi thầy tế lễ cả của người Do Thái và bởi Phi-lát của người La Mã không thể đem lại à, sự công chính cho người vô tội. Họ sẽ vẫn tiếp tục phạm tội của Cain giết chết người vô tội giống như Abel Bởi vì sao? Tất cả hệ thống của thế giới này ở dưới quyền lực của tội lỗi. Cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nào đem đến sự công chính mà Đức Chúa Trời khao khát cho tất cả những con người ở trên thế gian này. Và ở đây Phi Lát, khi mà Phi Lát đang chừng chừ thì những người Do Thái la lên, nếu quan tha cho người này thì quan không phải là trung thần của xê xa. Vì bất cứ ai tự xưng là vua đều là kẻ chống lại xê sa Ồ, ngay lúc đó Phi Lát trở thành nô lệ của quyền lực. Nếu vua mà tha cho người này, vua là kẻ chống lại xe xa. Và ngay lúc đó thì Phí Lát đã làm gì? Khi Phí Lát nghe những lời này thì đem Đức Chúa Giêsu ra rồi ngồi vào chỗ xử án. Chính Phí Lát ngay tại thời điểm đó cũng là nô lệ của cả một hệ thống của thế giới này. Không thể bảo vệ được cuộc đời của Chúa Giêsu Và thế giới này không hề có chân lý. Chỉ có một chân lý duy nhất một người xử án, quý vị thử tưởng tượng là người xử án là quan tòa là thẩm phán. Nhưng mà hỏi chân lý là gì? Một người xử án mà hỏi điều đúng là gì, điều sai là gì? Như vậy thì làm sao đem đến được công lý cho những con người bị phán xét? Đúng không ạ? Họ không có chân lý. Có nhiều người tự công bố trên thế giới nè, tôi có chân lý, tôi có chân lý. Họ không hề có chân lý. Và Chúa Giêsu đã trở thành nhân chứng cho lẽ thật, cho chân lý vào thời điểm đó. Khi chúng ta nhìn thấy. Nên khi Hài Nhi Giêsu đến, ngoài việc đem niềm hy vọng cho tất cả những ai đang tuyệt vọng và chờ đợi sự cứu đổi, Ngài còn trở thành chứng nhân cho lẽ thật. Ngài đem đến lẽ thật cho thế gian này là điều mà thế gian này không hề có. Nên chúng ta để ý thấy các nước ở trên thế giới, nếu như mà họ có à, xây dựng hệ thống pháp luật của họ dựa trên kinh thánh thì sao ạ? À? Chúng ta sẽ thấy công lý. Amen. Chúng ta có để ý thấy điều đó mà. Nha. Yeah. Và chúng ta khao khát một ngày nào đó đất nước Việt Nam của chúng ta sẽ sử dụng lời Đức Chúa Trời để lập pháp, phải không ạ? À? Để đem đến sự công lý cho nhiều người, để máu vô tội, giống như A Bên không còn đổ ở trên xứ này nữa. Và sự rửa xả mà đất không còn xanh hoa lợi, không còn nữa. Amen. Điều thứ hai mà Chúa Giêsu xu đến à, để mà thực hiện và trong lần đến thứ thứ nhất này đó chính là Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời, đứng cất tội lỗi của thế gian. Khi mà Ngài đến ở trên thế giới này ở trong văn đoạn 18 câu 28 nói rằng họ giải Đức Chúa Giêsu từ nhà cai phê đến dinh tổng đốc. Lúc ấy vào buổi sáng sớm chính họ không vào dinh để khỏi bị ô uế và được ăn lễ vượt qua. Có nghĩa là ở đây có một cái sự phân biệt giữa dân Do Thái và người ngoại. Ngay cả dinh của Phi-lát, thì người Do Thái cũng không bao giờ bước vào. Tại vì chiều hôm đó họ sẽ phải ăn một bữa lễ, à, ăn bữa ăn gọi là bữa ăn lễ vượt qua. Đó là ngày mà kỷ niệm mà chính Đức Chúa Trời đã giải phóng họ ra khỏi Ai Cập. Và vào thời điểm đó trong suốt Ai uh, Egypt Tua Ký đoạn 12 nói rằng một con chiên sẽ được biệt riêng ra. Đó là một con chiên mà không tì, không vết. Và được chọn trước vào ngày 10 đến ngày 14 mới giết thịt. Và huyết của nó sẽ bôi ở trên cánh cửa để bảo vệ, để thần hủy diệt, thần phán xét đi ngang qua. Thì những nhà mà có cái dấu huyết đó sẽ không hề bị hủy diệt. Và vào ngày hôm đó, chính họ không vào trong dinh họ muốn giết chiên con của đức chúa trời để ăn lễ vượt qua của riêng họ có hai lễ vượt qua đang xảy ra vào ngày hôm đó lễ vượt qua mà dân do thái ăn theo truyền thống của họ và lễ vượt qua mà đức chúa trời dọn sẵn bàn cho những ai à, tin vào chúa giêsu nhưng mà họ đã chọn sai con chiên, phải không ạ họ giữ mình thánh sạch không vào của Philad để ăn cái con chiên động vật mà bỏ qua chiên con của Đức Chúa Trời chính họ lại là người giết chết chiên con đó Cai phê là à, thầy tế lễ thượng phẩm vào năm đó ông đã nhận được một lời tiên tri khi mà vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời ông nhận được một lời tiên tri là gì thà để một người chết vì toàn dân thì vẫn hơn ông đã nhận được lời tiên tri hàng năm đây là một thầy tế lễ mà sẽ giết chiên con bôi huyết nó lên để mà có thể chuộc tội cho chính mình và cho dân sự. Ông hiểu ý nghĩa đó hơn bất kỳ ai hết. Và ông đã nhận được một lời tiên tri, nhưng mà tiếc thay ông không thể thông giải đúng được lời tiên tri đó. Và trong sự mù loà của mình, ông đã giết chết chiên con của Đức Chúa Trời. Nhưng mà điều kỳ diệu về Đức Chúa Trời nếu chúng ta để ý đó là loài người cứ làm điều ác của mình. Bất kỳ ai cứ chọn làm theo ý riêng của mình nhưng mà kế hoạch tốt lành của Đức Chúa Trời sẽ vẫn được ứng nghiệm. Khi họ giết Chúa Giêsu, họ tưởng rằng xong rồi tiếng nói công chính này sẽ không bao giờ được thốt lên ở trên xứ Do Thái nữa. Nó sẽ chọn điều ác, sự cứng lòng, phải mà kể cả Phi cũng cứng lòng bởi vì sợ đám đông nên đã phải xử sai. Wow. Tưởng chừng như ngay thời khắc ở trên thập tự giả đó Loài người đã chiến thắng kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng mà không ngờ nếu chúng ta đọc kỹ chúng ta sẽ thấy từng chi tiết một đều ứng nghiệm lời tiên tri và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Amen. Kế hoạch mà Chúa dành cho cuộc đời của tôi và quý vị sẽ không bao giờ bị thất bại. Cho dù có những kẻ ác, những người chống đối, đúng không ạ? À? Họ được quyền chọn làm theo điều mình muốn vì Chúa đã ban tặng cho họ quyền tự do lựa chọn. Nhưng mà trong sự ác của mình, trong sự chống nghịch của họ thì sao kế hoạch của Đức chúa trời vẫn được ứng nghiệm Amen đó là lý do mà Esai đã nói rằng ý tưởng của ngài cao hơn ý tưởng của chúng ta chúng ta phải có niềm tin ở nơi kế hoạch mà ngài dành cho cuộc đời của chúng ta như vậy đối với Philad ông thấy rằng ô người này không có tội chỉ đáng bị đánh thôi bởi vì gây ra loạn lạc gây ra tất cả những cái điều này ở trong ngày lễ như vậy là chỉ bị đánh đòn thôi ngay ở trong cái sự đánh đòn đó của phi lát để làm gì ạ chúa giêsu đang bị đánh đòn để chúng ta được gì ạ chúng ta được chữa lành trong từng hành động của phi lát đó đức chúa trời ngài sử dụng cho ích lợi cho cuộc đời của chúng ta bởi vì lăng đòn mà ngài chịu thì sao chúng ta được chữa lành amen và dân do thái nói rằng không được thà chọn một tên trộm cướp là baraba còn hơn là chọn Chúa Giêsu. Hãy đóng đinh nó ở trên hình thức rủa xả nhất của dân Do Thái, đó là treo trên cây gỗ. Nếu chúng ta đọc ở trong ECT đoạn 7 câu 10, chúng ta sẽ thấy Haman là một kẻ uh, diệt chủng, phải không ạ? À? Diệt chủng dân Do Thái và xác của Haman bị treo ở trên cây gỗ. Và ở trong uh, phục truyền đoạn 21 câu 23 nói rằng Thế mà trong xứ có ai mà xác bị treo lên như vậy là người đó bị đứt cho rời rủa xả. Và đừng có để xác nó qua đêm bởi vì sẽ làm ô uế cái mảnh đất đó. Có nghĩa là xác và huyết của người đó sẽ làm ô uế cái xứ đó. Không được treo qua đêm. Và dân Do Thái đã chọn cái hình thức rủa xả nhất cho vua của mình, cho Chúa Giêsu Và ngay trong cái hình thức chọn cách chết đó của họ cũng ứng nghiệm kế hoạch của Đức Chúa Trời rằng Ngài sẽ bị treo lên để làm gì? Để giống như con rắn ở trong sa mạc mà môi xe đã đẩy lên. Để người ta nhìn vào, người ta được chữa lành. Trong từng điều nhỏ nhặt nhất, dù trong cái ác của con người, kế hoạch của Đức Chúa Trời vẫn được ứng nghiệm. Amen. Và Đức Christ đã chuộc tội chúng ta khỏi sự rủa xả của luật pháp khi Ngài chịu rủa xả thế cho chúng ta. Nghĩa là Chúa Giêsu ngay thời khắc ở trên ở trên thập tự giá đó trở thành sự rủa xả. Như vậy ngày hôm nay thì ai tin nhận Ngài không còn bị rủa xả nữa. Bởi vì Ngài đã chịu rủa xả thế cho chúng ta. Nhưng liệu chúng ta có biết lẽ thật đó để công bố điều đó cho cuộc đời của chúng ta không ạ? À? Vì chúng ta là tin Chúa vào thế hệ thứ nhất hoặc là thế hệ thứ hai ở trong gia đình. Có nghĩa là tổ tiên của chúng ta đã thờ phượng những thần khác không phải là Chúa hoặc là chúng ta mới tin Chúa trước đây chúng ta đã có những cái uh, lối sống trước đây đem chào mời những cái điều không tốt vào cuộc đời của mình, đem đến nhiều sự rủa xả trên cuộc đời của mình và ai có thể chuột mua tất cả những sự rủa xả và sai lầm đó từ tổ phụ hay từ chính chúng ta cho cuộc đời của chúng ta? Đó chính là Chúa Giêsu của chúng ta. Mình chúng ta công bố điều đó để cho cuộc đời của chúng ta được tự do ra khỏi mọi sự rủa xả và côrinh tôi nhì đoạn 5 câu 21 nói rằng đứng không hề biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta chúa giêsu cả cuộc đời của ngài từ lúc sanh ra cho tới lúc ngài chết không hề phạm tội nhưng mà ngay thời khắc khi ngài bị treo trên thập tự giá đó ngài trở thành chiên con không tì, không vết trở thành à, của lễ hoàn hảo nhất trở nên tội lỗi để rồi mới có thể chuộc tội được cho tất cả những ai tình nhận ngài và trong điều đó kể cả dân Do Thái, những con người chống nghịch nhất của Do Thái và La Mã đã làm mọi điều theo cái ác của riêng mình mà không ngờ lại ứng nghiệm những điều Đức Chúa Trời định sẵn cho những ai yêu mến Ngài. Đó chính là sự kỳ diệu trong kế hoạch của Đức Chúa Trời ở trên cuộc đời của Chúa Giêsu và trên cuộc đời của chúng ta. Nếu kế hoạch của Ngài hoàn hảo trên cuộc đời của Chúa Giêsu thì sẽ hoàn hảo trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Amen chúng ta có tin vào kế hoạch tuyệt vời Chúa dành cho chúng ta không ạ? À? Chúng ta thấy Chúa Giêsu đứng ở ở trước mặt tất cả những con người phán xét đó và ở trong khi Ngài chỉ đứng thôi, Ngài có làm gì đâu? Nhưng mà tất cả những sự ác của con người nó được bộc lộ ra, phải không à? Sự giận dữ của đám đông, sự khước từ, sự thù ghét, sự căm hận, sự nhạo báng, bạo lực, giết người, sự chống nghịch và làm chứng dối và kể cả những dân do thái lạm dụng chức quyền phải không ạ và nhìn ở đó có một sự bất lực ở trước đám đông của phi lá một con người tưởng chừng như là trên tất cả mọi người lại trở thành nô lệ của đám đông vào thời điểm đó và đã giết người vô tội chúa giêsu trong chúng ta có ai như như chúa giêsu đã từng hấp thu tất cả những sự ác đó chưa có ai khước từ chúng ta ghét nhạo bán nhổ vào mặt chúng ta tát vào mặt của chúng ta rồi giết chúng ta chọn một tên ăn cướp hơn là chọn cuộc đời của chúng ta. Có ai đã từng như vậy chưa? Chúng ta mới bị ghét là chúng ta cảm thấy là khó sống rồi đúng không ạ? Ừ. Khó yêu nữa. Khó sống và khó yêu. Những người khác mình cảm thấy rằng không ai cần tôi thì tôi cũng chẳng cần ai hết. Nhưng Chúa Giêsu đến đứng ở đó hấp thu tất cả những cái điều ác của loài người, nhưng mà ngài tỏa ra điều gì? Tỏa ra sự tha thứ. Tỏa ra tình yêu thương. Thậm chí trên cây thập tự ngài còn nói với lại Mary sẽ có người chăm sóc Mary đây dễ tình yêu thương sắp xếp mọi việc phải không mà bởi vì trong ngài không hề có sự cay đắng ngài không hề hận những con người đó không hề ghét những con người đó nên có nhiều người ở trên thế giới họ họ nói rằng không thể nào mà như vậy được phải trả lại cho người ta những điều mà người ta làm cho mình nhưng Chúa Giêsu thì không làm như vậy đó là lý do mà huyết của Chúa Giêsu nói tốt hơn huyết của a bên huyết của a bên là huyết như thế nào huyết vô tội mà nói rằng đức chúa trời ơi anh con đã giết con chỉ vì con có của lễ tốt hơn thôi huyết của con kêu lên với ngài xin ngài hãy xử và đức chúa trời đã phải làm gì ở trong sáng thế ký đó là ngài đã nói rằng bởi vì huyết của em con kêu lên ở đây nên đất sẽ không sanh sản hoa màu cho con nữa một sự rủa xả và phán xét ngay lập tức nhưng mà huyết của Chúa Giêsu -xu đổ xuống thì sao ạ? À? Đem đến sự phục hòa cho chúng ta với Đức Chúa Trời, đem đến sự tha thứ đem đến tình yêu thương, chữa lành mọi vết thương cho cuộc đời của chúng ta. Đem đến sự giải hòa cho những nhóm người mà không thể giải hòa được với nhau. Ở trong huyết của Chúa Giêsu không có đòi tội, không có đòi sự rủa xả như huyết của Abel. Amen. Đó là lý do có quyền năng ở trong huyết của Chúa Giêsu để bảo vệ cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Đem đến những điều tuyệt vời ở trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta thật là phước hạnh khi có danh của Ngài, có huyết của Ngài và có lời chân lý của Ngài. nữa. Amen. Nên tôi khích lệ tất cả những ai ở trong vòng của chúng ta. Cho dù chúng ta bị hấp thụ cái ác như thế nào, quá khứ của chúng ta ra sao, có những người lạm dụng cuộc đời của chúng ta như thế nào, đánh đập, sĩ vã, các những vết cắt ở trên trái tim của chúng ta mà không thể nào lành được nhưng mà so với những gì mà Chúa Giêsu đã chịu ở trên thập tự giá thì sao ạ à? vẫn còn không thể so sánh được nhưng ngài đã chọn bằng phương cách nào chọn tình yêu chọn sự tha thứ amen hy vọng trong cuộc đời của chúng ta bởi những gì ngài trải qua bởi những gì ngài sống mà khiến cho những vết thương trong quá khứ của chúng ta được lành phải mà chúng ta đem tất cả những điều đó lên cho Chúa và Chúng ta nhận lấy sự chữa lành ở nơi Ngài. Ngài đã ở đó, Ngài đã trải qua tất cả những điều đó. Chúng ta không bao giờ là cô đơn ở trong tất cả những nỗi tuyệt vọng và đau khổ của chúng ta. Amen. Nhiều khi chúng ta nói Chúa có hiểu không? Chúa có bao giờ trải qua không? À, tôi trả lời cho quý vị, Chúa đã trải qua. Và Chúa trải qua nhiều hơn cuộc đời của chúng ta tưởng nữa. Nhưng mà hãy chọn giống như Ngài. Chọn để mà đem ra tình yêu thương, đem ra sự tha thứ. Amen. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin ở trong huyết Ngài. Vì Ngài đã bị giết lấy huyết mình chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước và làm cho họ trở nên vương quốc và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, họ sẽ trị vì ở trên đất. Nếu ai tin vào huyết Chúa Giêsu, chúng ta trở thành công dân trở thành thầy tế lễ của vương quốc đời đời không hề rúng động của Ngài. Amen. Và tất cả những điều đó khiến cho chúng ta có thể sống nổi ở trên thế giới này. Bởi vì một ngày nào đó vương quốc đời đời vinh hiển đó sẽ đến và đập tan hết tất cả mọi vương quốc ở trên thế gian này. Và sự bình an sẽ cai trị vô tận và mãi mãi. Amen. Nên chúng ta là những người đã biết về sự giáng sinh lần một của Chúa Giêsu, sự đến lần một của Ngài rằng Ngài là Hoàng tử Bình An, Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Và chính Ngài đã bước vào ở trong thế giới của loài người, dù ở trên rất cao mà vẫn bước vào trong thế giới, Ngài nhập thể vào, hoa minh vào trong con người. Nên ở trong cơ đốc nhân của chúng ta có một sự sống mạnh liệt. Bất chấp Chúa đặt để chúng ta ở nơi đâu, chúng ta sẽ sống được. Amen. Chúng ta sẽ thành công ở tại nơi đó bằng tinh thần phục vụ tha thứ đem đến sự giải hòa của Đức Chúa Trời đến trong mọi nơi mà chúng ta được kêu gọi ở tại nơi đó. Chúng ta không được thua trước tất cả những hoàn cảnh đó. Chúa Giêsu chúng ta nghĩ thử xem ở trên thiên đàng so với đất này cao biết bao nhiêu. Nhưng Ngài đã có thể sống được. Ngài có thể tồn tại được, phát triển được. Và tất cả những gì, di sản của Ngài vẫn còn tới ngày hôm nay. Huống hồ gì chúng ta. Có những người trong chúng ta sẽ được kêu gọi hầu việc Chúa toàn thời gian. Có những người trong chúng ta, Chúa sẽ kêu gọi chúng ta đi ra. Chúng ta sẽ đi mọi miền ở trên Việt Nam này chúng ta sẽ mang lấy tinh thần đó của Chúa Giêsu, hãy như Giêsu. Phải không ạ? Ở tại vùng đất của mình trở thành chứng nhân cho lẽ thật và đem đến sự giải hòa cho tất cả những nơi mà Chúa đã đặt để cho cuộc đời của chúng ta. Amen. Và xin Chúa chúc phước lại cho hội thánh.